Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Đức Chung đã biến Nguyễn Xuân Phúc thành trò hề trước mắt Nhật Bản ra sao? Trả lời chất vấn cử tri sau phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 6 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng các chuyên gia Nhật Bản cần phải rút kinh nghiệm và thành phố không để một ai vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ. Đây là thái độ đáp trả việc Nhật Bản tuyên bố thử nghiệm thành công công nghệ nano trong xử lý sông Tô Lịch và sẵn sàng bỏ 100% kinh phí đầu tư. Trả lời câu hỏi có chuyện tháo nước Hồ Tây vào không báo trước hay không của cử tri, Nguyễn Đức Chung cho rằng các chuyên gia Nhật Bản sau một thời gian họ xin thử nghiệm, đơn vị này vào thử nghiệm nhưng không hề xin phép mà thông qua công ty thoát nước Hà Nội làm ngay tại sông Tô Lịch. Thực tế ra sao? Chiều 11 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở chính phủ, đoàn chuyên gia Nhật Bản về môi trường do tiến sĩ Tadashi Yamamura, chuyên gia Liên Hợp Quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản dẫn đầu có buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nhật Bản dự kiến mang thiết bị công nghệ hiện đại đến đặt dưới lòng sông Tô Lịch để làm sạch lòng sông sau khi điều tra khảo sát trong 2 năm để đưa ra các đề nghị trên. Phía Nhật cũng đề nghị tài trợ miễn phí thí điểm xử lý ô nhiễm nước một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ mới nano. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các chuyên gia Nhật Bản và công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt GVE trao đổi làm việc cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu quyết định, phương án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định bảo đảm chất lượng hiệu quả. Đến sáng ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Hà Nội, dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ nano Bioritter Nhật Bản đã chính thức khởi động. Báo chí đăng tin nguyên văn như sau. Trước đó, với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt thực hiện dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ nano Bioritter bằng nguồn tài trợ của phía Nhật Bản. Như vậy có thể thấy việc đổ lỗi không xin phép của Nguyễn Đức Chung là lưu manh gian trá. Quay trở lại với việc xả nước Hồ Tây, các chuyên gia Nhật Bản cho biết, ở Nhật việc xả lũ hay xả nước thường được thông báo trước cho người dân và các bên liên quan từ 3 đến 5 ngày. Trong khi ở Hà Nội, GVE chỉ được công ty thoát nước thông báo trước 15 phút nên không kịp có giải pháp dẫn đến sự cố. Hơn ai hết, người dân hiểu rõ quy trình xả lũ, xả nước ở Việt Nam từ trước đến nay đa phần thiệt hại do không được thông báo trước là do chuyện thượng ngày ở huyện. Băng đảng của Nguyễn Đức Chung hết lần này đến lần khác không thể phá hoại được công nghệ nano Bioritter của Nhật Bản nên đang tìm cách lấp liếm trước cử tri Hà Nội, vốn là những người dân được lựa chọn xếp hàng vào đội ngũ chất vấn cho vui nhà vui cửa. Và chưa dừng lại ở chỗ chỉ đổ lỗi Nguyễn Đức Chung sau khi không thể nuốt trôi hết số chế phẩm RIT Oxy 3C, vốn đã chỉ đạo dùng tiền ngân sách thu mua lại từ công ty gia đình Arctic do con trai ruột của mình là Nguyễn Đức Hạnh làm chủ đã lớn tiếng đe dọa. Thành phố này không phải là để cho một ông, một công ty nào vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, làm bức xúc xã hội. Tôi phải nói thật với các bác như thế. Bản chất côn đồ của một chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vốn xuất thân từ công an như Nguyễn Đức Chung đã bộc lộ quá rõ ràng. Trò đùa cho cả thiên hạ ở đây chính là việc tài trợ miễn phí, cam kết bảo vệ giữ gìn môi trường của các công ty, các chuyên gia Nhật Bản đã trở thành cái gai trong mắt nhóm lợi ích tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bị Nguyễn Đức Chung biến thành thằng hề trong con mắt của nhà ngoại giao Nhật Bản. Ai được lợi khi có vụ đổ dầu vào nước sông Đà? Ngày 8 tháng 10 năm 2019, các đối tượng Hoàng Văn Thám, Nguyễn Văn Đại được Lý Đình Vũ thuê chở dầu thải đến nguồn nước sông Đà đổ trộm. Việc đổ trộm này đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân thủ đô Hà Nội. Hơn 10 mét khối dầu thải được Đại và Thám đổ xuống suối Trầm. Con suối này chảy xuống hồ Đầm Bài, nơi mà nhà máy nước sông Đuống, sông Đà lấy nước cung cấp cho Hà Nội. Ngày 9
Tại khu vực này có mưa lớn, dầu từ khe Trầm chảy sang khu Đầm Bài. Một chuyên gia hàng đầu về nước sạch người Việt Nam nhận định rằng đây là một vụ chủ mưu phá hoại có tính toán rất kỹ từ những người chuyên môn. Nếu không có cơn mưa kia thì lượng dầu thải chảy vào nguồn nước sông Đà không hề đáng kể. Kẻ chủ mưu đã tính toán thật vị trí, thời điểm đổ để phát huy được tác hại và có thời gian rời khỏi địa điểm gây án. Hà Nội phản ứng rất nhanh và nặng nề đối với nhà máy nước sông Đà. Ông Nguyễn Đức Trung nói nhà máy nước sông Đà xây dựng ở tỉnh ngoài là nhà máy không có hệ thống quan trắc. Ông Trung cho rằng nhà máy nước sông Đà sử dụng nước hồ Đầm Bài để giảm chi phí, bỏ được khâu xử lý bùn, giảm được giá thành sản xuất. Ông Trung cũng tuyên bố nước nhà máy này không bảo đảm cho người dân sinh hoạt. Trước khi vụ đổ dầu xảy ra ít ngày, ông Trung dự lễ khánh thành nhà máy nước sông Đuống. Ông Đỗ Văn Định, giám đốc nhà máy, phát biểu tại lễ khánh thành trước sự có mặt của quan chức lãnh đạo Hà Nội rằng nếu thủ đô cần, nhà máy sẵn sàng cung cấp sản lượng nước nhiều hơn nữa. Ông Đỗ Văn Định, giám đốc nhà máy, có quan hệ họ hàng với bà Đỗ Thị Kim Liên, chủ nhà máy, cũng như ông Đỗ Tất Thắng, người ruột thịt với bà Liên. Ông Thắng bán ngay sau đó 43% cổ phần ở nhà máy nước này cho người Thái, thu về 2.000 tỷ đồng. Cái này hơi quái lạ ở chỗ là đến hơn 80% nguồn vốn của nhà máy nước sông Đuống là mượn của Vietinbank, tức là khoảng 4.000 tỷ trong tổng số 5.000 tỷ. Anh em nhà bà Liên và một loạt 6 công ty khác góp được 1.000 tỷ, tức 20%. Vậy sao ông Đỗ Tất Thắng, em của bà Liên, lại bán được tới 34% cổ phần trong nhà máy nước này? Nếu tính đồng đều góp vốn 100 tỷ cho 7 đơn vị, ông Thắng chỉ bỏ ra có hơn 140 tỷ Việt Nam đồng. Chia ra ông Thắng nắm đến 4% nhà máy này là cùng. Còn ông Thắng bỏ ra cả nghìn tỷ, ông ấy cũng chỉ có được 20%, còn bà Đỗ Liên và 6 cái công ty kia chả bỏ ra đồng mẹ nào cả. Oái âm ở chỗ ông Đỗ Tất Thắng, em bà Liên lại có 34% cổ phần bán cho công ty nước ngoài thu về 2.000 tỷ đồng. Nếu 34% là 2.000 tỷ đồng thì 66% còn lại sẽ hơn 4.000 tỷ, vừa đủ trả vốn và lãi ngân hàng. Như thế nhóm lợi ích nhà Đỗ Liên bỏ ra 1.000 tỷ thu về 2.000 tỷ trong vòng một thời gian rất ngắn. Quay lại việc ai là thủ phạm đổ dầu thải xuống nhà máy nước sông Đà đúng thời điểm mà nhà máy nước sông Đuống vừa khai trương. Thủ phạm mấy thằng bị bắt rồi nhưng chẳng ai biết động cơ tại sao chúng đổ dầu ở đó, khiến cho cả nhà máy sông Đuống có đầy cơ hội và bán được ngay 34% cổ phần thu lãi cho nhóm lợi ích ở đây 1.000 tỷ đồng. Hãy nhìn vào tài liệu để thấy các nghi vấn sau. Nhà máy nước mặt sông Đuống có đối tác tư vấn là công ty cổ phần tư vấn Hà Minh. Địa chỉ trên hợp đồng công ty Hà Minh này ở Liễu Giai, nhưng thực tế địa chỉ này hầu như không thấy hoạt động nào khác, trong khi trụ sở chính của nó ở bên Gia Lâm. Đây là một công ty chuyên gia về xử lý chất thải, xử lý nguồn nước. Liệu công ty Hà Minh có là tác giả của vụ đổ trộm dầu hay không? Điều đó phụ thuộc vào cơ quan điều tra Bộ Công an. Cái này rất khó vì cơ quan điều tra Bộ Công an khẳng định công ty Hà Minh là thủ phạm chính, vì các lãnh đạo anh em ruột thịt như Đỗ Liên, Đỗ Thắng, Đỗ Định ở nhà máy nước sông Đuống chỉ còn nước dắt tay nhau vào tù. Nhưng vấn đề ở chỗ Vietinbank lại tại sao lại cho nhóm lợi ích nhà họ Đỗ này vay vốn dễ dàng như vậy? Đằng sau Vietinbank là ai? Ai là người tác động cho nhà họ Đỗ vay tiền? Nếu các bạn biết thêm rằng Vietinbank có mối quan hệ mật thiết với Bộ Công an, có lẽ các bạn sẽ như tôi, chẳng hy vọng gì Bộ Công an điều tra rõ hơn về mục đích của ba kẻ đổ trộm dầu. Những hình ảnh thản nhiên như không của ba kẻ này khi bị công an bắt cho thấy chúng đã được thông báo hài lòng về số phận của chúng. Qua vụ đổ trộm dầu và kết quả điều tra mờ ám kia, hiệu quả của nó mang lại là nhóm lợi ích nhà Đỗ Liên bán ngay được 34% cổ phần, thu hồi vốn và lãi 1.000 tỷ đồng. Nếu không xử lý Nguyễn Đức Trung, Ba Đình sẽ trở thành trò hề trong mắt quốc tế.
Sau khi Nguyễn Đức Chung trả lời các cử tri Hà Nội về việc chuyên gia Nhật Bản đến thử nghiệm công nghệ nano BioRichter tại sông Tô Lịch không xin phép, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản GEBO đã có thông cáo báo chí phản đối lập tức vì đây là thông tin sai sự thật. Đây là lần thứ hai phía Nhật Bản chỉ rõ đích danh quan chức lãnh đạo thành phố Hà Nội nói láo với công luận. Ngày 6 tháng 12, trong buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nói, sau một thời gian họ xin thử nghiệm, đơn vị này vào thử nghiệm nhưng không hề xin phép và thông qua công ty thoát nước Hà Nội làm ngay tại sông Tô Lịch. Đây là thông tin khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành trò hề trong mắt của Nhật Bản. Và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản GEBO đã công bố thông tin chi tiết vì trách nhiệm phí khí phách nhân cách của một người Nhật. Thông cáo báo chí về việc tổ chức GEBO Nhật Bản thấy buồn vì Ngài Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin sai sự thật, đưa ra thông báo số 142 trên TBVP ngày 9 tháng 5 năm 2019 do chính Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ đồng ý cho phép GEBO thí điểm thực hiện việc làm sạch môi trường nước trên một dòng sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây. Đây là thông báo kết luận ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng. Hai quan chức lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên tiếp đưa thông tin sai lệch về kết quả thí nghiệm và giấy phép thực nghiệm của dự án làm sạch sông Tô Lịch, khiến các chuyên gia Nhật Bản phân vân. Đến giờ phút này, biết bao công sức, tiền của, thời gian của chuyên gia Nhật Bản, chúng tôi vì người dân Hà Nội để thực hiện dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý sông Tô Lịch này. Có lẽ lòng tốt của chúng tôi được đặt không đúng chỗ chăng? Lòng tham không đáy của nhóm lợi ích Hà Nội đã biến đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thế Hùng thành trò hề trong mắt người Nhật. Tệ hơn nữa là khi chuyên gia Nhật Bản chọn cách công bố rõ ràng thông tin vì trách nhiệm khí phách nhân cách của một người Nhật, quốc tế sẽ nhìn thấy rõ tư cách lãnh đạo của Lê Văn Dục, Nguyễn Đức Chung nói riêng và toàn bộ lãnh đạo Ba Đình nói chung. Không xử lý Nguyễn Đức Chung và băng đảng phá hoại ở Hà Nội lúc này đồng nghĩa với việc Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận mình không có danh dự và trở thành trò hề trong mắt thiên hạ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.